Nếu có ai hỏi bạn, biểu tượng của nước Úc là gì? Có bạn sẽ trả lời là nhà hát opera ở Sydney, chim đà điểu, hoa mai vàng. Nhưng với mình, thì mình chọn con vật này. Cùng với gấu túi, kangaroo là biểu tượng của Australia. Gần như các loài động vật của đất nước này hoàn toàn khác biệt với các phần còn lại của thế giới. Trong đó, chuột túi chính là tiêu biểu nhất, và ít ai biết rằng cái tên kangaroo có một giai thoại rất đặc biệt. Trước hết, chúng ta hãy phân loại các loài kangaroo. Có 4 loài chính. Chuột túi đỏ là loài thú có túi lớn nhất. Một cá thể đực có thể cao 2 mét và nặng 90 kg. Chuột túi xám Biển Đông ít được biết đến hơn so với chuột túi đỏ, nhưng lại là loài phổ biến nhất vì phạm vi lãnh thổ của chúng nó bao gồm toàn bộ phần đất phía đông Australia. Chuột túi xám Biển Tây nhỏ hơn một chút, nặng trung bình 54 kg đối với cá thể đực. Chúng thường được tìm thấy ở phía nam của miền Tây Australia, Nam Australia gần bờ biển và lưu vực sông Darling. Chuột túi antilopin là giống chuột túi miền Bắc. Theo một giai thoại, thuyền trưởng James Cook và nhà nghiên cứu tự nhiên Sir Joseph Banks đã gặp một con vật kỳ lạ trong quá trình nghiên cứu ở Australia. Họ đã hỏi cư dân bản địa tên của con vật và nhận được câu trả lời là kangaroo, có nghĩa là tôi không hiểu. Thuyền trưởng Cook tưởng đó chính là tên của con vật. Tuy nhiên, vào năm 1898, nhà dân tộc học Rother đã xác nhận kangaroo trong tiếng của Gugu Imiter có nghĩa là chuột túi. Chuột túi Úc được biết đến là loài chuột duy nhất nhảy bằng hai chân sau để di chuyển. Những chú chuột túi là một trong những loài động vật sở hữu kích thước cơ thể vô cùng lớn. Khi trưởng thành, một con chuột Úc dài khoảng 85-105 cm. Chưa tính đến phần đuôi, chỉ tính phần thân của chuột túi. Phần đuôi của chuột túi thường rất dài, chiều dài dao động trong khoảng từ 65-85 cm. Trung bình cân nặng của kangaroo cái chỉ dao động từ 18-40 kg, trong khi đó cá thể đực có thể nặng từ 55-90 kg. Chuột túi có phần đầu gần giống với nai và hươu, không giống với bất cứ loài chuột nào khác. Chúng có phần mõm khá vuông lớn, hàm răng đề, mũi có màu đen nhánh. Đôi mắt to tròn thường có màu đen hoặc màu nâu, mắt của chúng có thể nhìn trong tầm 300 độ. Đôi tai của chúng thường dựng đứng và khá to. Chúng có 4 chi, 2 chi sau dài còn 2 chi trước ít phát triển nên ngắn hơn. Ở mỗi chi có móng vuốt nhỏ và có những ngón nhỏ. Hai chi sau của chúng có bàn chân giống với con người thường rất lớn, cũng có móng và ngón chân để chúng giữ thăng bằng tốt hơn. Phần đuôi của chuột túi thường tròn và khá to. Một điểm đặc biệt khác của dòng chuột túi tại Úc chính là phần túi bụng. Đây chính là bộ phận để bảo vệ, nuôi dưỡng những đứa con của chúng đến khi trưởng thành. Khi còn nhỏ, chuột túi kangaroo thường sẽ không có lông. Bộ lông tới tuổi trưởng thành sẽ phát triển. Lông của chuột túi khá xù và dày. Tùy thuộc vào từng dòng chuột túi mà màu sắc của bộ lông cũng khác nhau. Đặc điểm lớn nhất của chuột túi chính là khả năng đi và nhảy bằng hai chân giống với con người. Khi di chuyển chậm, chúng sẽ thường đi bằng cả 4 chân. Khi cần tăng tốc độ, chúng sẽ di chuyển bằng hai chân với phương pháp nhảy. Khi nhảy cao, phần đuôi lớn giúp chúng giữ thăng bằng. Chuột túi tốc độ nhảy trung bình là khoảng 25 km/h. Tốc độ lớn nhất lên đến 70 km/h. Ở ngoài tự nhiên, chuột túi Úc có tuổi thọ trung bình khoảng 6 năm tuổi. Nếu sinh sống trong môi trường giam cầm, được chăm sóc, nuôi dưỡng khoa học, những chú chuột túi có thể sống lên đến 20 năm. Chuột túi là loài động vật kiếm ăn, hoạt động vào ban đêm, nhất là vào mùa hè nóng nực. Chúng có thể kiếm ăn vào cả buổi sáng trong những ngày trời mát mẻ. Thức ăn của chúng thường là thực vật như nấm, lá cây, cũng có thể là các loài côn trùng khác như sâu bọ. Hệ tiêu hóa của chuột túi thường có cấu tạo gần giống với gia súc như cừu bò, trâu. Chính vì vậy, lượng thức ăn đã ăn rồi chúng vẫn có thể nôn ra để nhai lại và thực hiện tiêu hóa thêm lần nữa. Chuột túi chủ yếu sinh sống, phát triển mạnh ở miền đông nước Úc hay tại các sa mạc của đất nước Úc. Từ đó, chúng được coi là linh vật, hình ảnh biểu tượng của văn hóa đất nước Úc. Loài này thường sống theo bầy đàn khoảng từ 50 cá thể trở lên. Nếu bị đe dọa, để cảnh báo đối phương, chuột túi sẽ dậm mạnh chân mình xuống đất. Chúng chiến đấu với kẻ thù bằng cách cắn hoặc đá vào người đối thủ. Kẻ thù của chuột túi bên cạnh là con người hay những chú chó dingo, thì chuột túi còn có một vài kẻ thù đến từ tự nhiên như hạn hán, nhiệt độ nóng bức, khan hiếm thức ăn hay môi trường sống biến mất. Kangaroo là loài động vật dễ thích nghi với mọi môi trường sống, có sức khỏe tốt.
chuột túi thường có thói quen dành cả ngày để nghỉ ngơi trong những bóng râm. Chỉ đến đêm và sáng sớm chúng mới di chuyển và đi kiếm ăn. Trở lại câu hỏi ban đầu, vì sao chuột túi chỉ có ở Australia? Đầu tiên, kangaroo không chỉ được tìm thấy ở Australia, chúng còn được tìm thấy ở New Guinea, phía bắc Australia. Mặc dù các loài ở Guinea thực sự là chuột túi trên cây, nhưng chúng vẫn có quan hệ họ hàng với nhau. Vì thế, để trả lời câu hỏi chi tiết hơn, chúng ta phải trở về thời điểm mà các lục địa chia tách. Châu Úc và Nam Cực đã tách khỏi châu Phi trong thời đại của khủng long. Điều này có nghĩa là các loài động vật trên mỗi lục địa bắt đầu khác nhau nhiều hơn theo thời gian. Các động vật có vú trên lục địa Úc, bao gồm cả New Guinea, đã phát triển thành thú có túi, trong khi các động vật có vú trên các lục địa khác phát triển thành động vật có vú có nhau thai. Trên thực tế, mọi động vật có vú có nhau thai sống ở Úc ngày nay không phải là tổ tiên có nguồn gốc từ lục địa này. Chúng đã di chuyển đến đó trong 40.000 năm qua do sự can thiệp của con người. Lý do cho điều này là Úc và New Guinea bị ngăn cách với phần còn lại của thế giới bởi một khoảng cách đại dương rất lớn. Động vật có vú nói chung sẽ chết trước khi chúng đến lục địa châu Úc. Những động vật có vú sống sót đã phát hiện ra rằng chúng bị cạnh tranh bởi những động vật ưu việt hơn đã được điều chỉnh theo môi trường. Một ví dụ điển hình về điều này là chuột châu Âu. Chuột châu Âu được du nhập vào Úc khi người Anh thiết lập các khu định cư. Nhưng chuột ở gần các thành phố, chúng rất khó tìm thấy bên ngoài các thành phố vì chuột túi bản địa lớn hơn, khỏe mạnh hơn và vượt trội hơn về mọi mặt. Vì vậy, chúng ta trở về với kangaroo. Chúng nó được tiến hóa để trở thành một động vật trên cạn. Chuột túi được phát triển hoàn hảo cho bất kỳ môi trường nào ngoại trừ nước. Nếu bạn hỏi một người Úc rằng họ đã từng nhìn thấy một con kangaroo bơi hay chưa, rất có thể họ sẽ cười nhạo bạn vì ý tưởng điên rồ đó. Kangaroo có thể vượt qua mọi loài động vật mà chúng tiếp xúc, nhưng chúng không thể rời khỏi vùng đất mà chúng đã tiến hóa, ít nhất là không có sự giúp đỡ của con người. Vì vậy, chỉ có thể tìm thấy chuột túi ở Úc và New Guinea. Nếu bạn thả một đàn chuột túi ở bất cứ đâu trên thế giới thì chúng có thể sẽ phát triển mạnh mẽ. Kangaroo có thể được tìm thấy ở vùng ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới và thậm chí cả vùng lãnh nguyên. Điều này chủ yếu là do chúng có khả năng di chuyển những khoảng cách rất xa để tìm kiếm thức ăn và nước uống với mức sử dụng năng lượng tối thiểu. Nhưng điều này sẽ ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến hệ sinh thái của các khu vực khác trên thế giới. Vì sự phát triển sinh sản của kangaroo, chính chính phủ Australia trong một giai đoạn đã khuyến khích người dân của mình dùng thịt kangaroo vào bữa chính để ngăn chặn sự phát triển dân số thần tốc của loài vật này. Thật thú vị, vì kangaroo vốn sinh sống tại Australia chứ không phải loài vật ngoại lai xâm lấn. Tuy nhiên, các quan chức địa phương hy vọng người dân sẽ ăn thịt kangaroo nhiều hơn để bảo vệ hệ sinh thái nước này.